alo anh em nhá. Bây giờ tôi đi giao hàng cho anh Thắng ở Sài Gòn ha. Đây sản phẩm nhá. Con dê, nhấn hai con dê. Đây, thả đây. Ủa anh là chuyên về mảng du lịch à anh? Không, mình anh làm bên kinh doanh thép. Đó, đây, ok, em gửi anh nhá. Rồi. Anh cho thử em xem. Rồi, ok. Quay đoạn video cho bạn Hải, bạn ấy làm phim thay vào cái nhân Mỹ vừa luôn đúng không anh? Hơi rộng. Hết nó hơi rộng hả? Để xem nào. Hơi rộng. Không được, nó không vướng cái này là được. Hôm trước là lấy số theo cái nào? Số thì đút vào cái mấy cái đai vòng nhựa thì okay. Cái nào cảm thấy ổn nhất thì okay. Làm theo đúng cái đai nhựa. Đeo cái này có khi có từ cái này thì hơi căng, hơi chậm tí. Rồi. Máy thì em nhờ anh là nhắn em cái địa chỉ của anh nhé. Rồi. Tên địa chỉ để em gửi bộ đo tay về. Cho cái này cho cái này ăn. Thì cái thời gian nó nhanh không? Em sẽ làm trong khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Ồ, cũng do lâu vậy nhỉ? Vâng, tại vì phải thiết kế lại toàn bộ máy, làm mới mà, làm mới tinh mà. Rồi thế thì ok, cũng được, vâng. Mình cũng chấp nhận được, cả vâng tháng cũng được. Dạ, không, nó không đến mức đấy, không đến lâu như thế. Vâng, để em thông báo anh nhé, vì cái viên đá này của em là 18.200.000. À, đây là em đọc em đọc đúng cái đơn đấy nhá. Ừ. Là 18.200.000 này, là chính nhật này. Đá Monsenit con là 1.5 ly, là có 12 viên này, là 660.000 này. Và vàng trắng là 2.75 là 11.216.000. Nhưng nếu mà anh làm thành 14 thì khả năng nó sẽ lên là thành 17.000.000, nghĩa là nó tăng thêm 6.000.000 nữa. Dạ. Được, đấy, nội dung là như thế, còn mọi thứ không thay đổi. Hai con dê màu vàng thì là vàng nó là vàng khác màu, vàng khác màu cũng là 14 nhưng mà vàng màu vàng luôn. Em sẽ gắn rời ra và em làm rời cho nét, em gắn ra xe vào. Dạ vâng. Ngon thật. Đây là kiểm định của cái sản phẩm này. Mã này. Đuôi 8888. Đây là của viên đá chủ nhá. Chúng ta đang có kiểm định viên đá chủ. GA 4 carat, kích thước là 8x10. Viên đá này tôi giao cho anh khách hàng với cái giá là 18.600.000. GA. Thế còn một kiểm định nữa là kiểm định của Việt Nam. Sau khi thiết kế xong cái sản phẩm này thì tôi đã có một kiểm định nữa là Monsanit tự nhiên. Nhân kết Monsanit, số lượng, đấy, kích thước là 1 viên. Kích thước chủ là 10x8mm, đó là thông tin nhá. Nội dung chung của sản phẩm này nhá. Rất sang trọng. Nếu mà anh chị sử dụng viên kim cương thật cho cái viên đá cái nhẫn này thì chúng ta sẽ mất khá nhiều tiền. Tôi không nhớ là cái kích thước mà 10x8 là bao nhiêu tiền, nhưng mà với cái nước cao như thế này thì chắc nó cũng phải khoảng tầm 300-400 triệu, hơn 300-400 triệu rất nhiều. Xin lỗi anh chị. Viên 8 ly đã rơi vào tầm 600 mấy rồi. Đắt, rất đắt. Tại vì tôi cũng chưa có gặp viên đá lớn như này bao giờ. Viên kim cương lớn này tôi chưa gặp. Kim cương thường tôi hay gặp là 6x8. 6x8 thì chi phí mua về nó rơi vào tầm 260-270 này. Nhưng mà nó không được nước DFL như thế đâu. Nó cao nhất là VVS thôi. Đó, bên này nhẫn dê. Đẹp thật. Tuyệt vời. Anh chị nào mà yêu thích thì có thể đặt hàng nhá. Chúng ta có rất nhiều kích thước để cho anh chị lựa chọn. Nhưng mà tôi nghĩ là kích thước 10x8 này là một kích thước cũng khá là tiêu chuẩn để dành cho nhẫn nam rồi. Trong như cái form nhẫn này thì tôi làm cái form nó gọn gàng. Thế còn anh chị có thể thay đổi để làm form lớn hơn. Thì tùy anh chị.
Đó thì khi đeo trên tay như thế này thôi. Đi đi tiệc, đi xe anh chị cứ đeo cái này trên tay ngon, đẹp, mà size nó giờ. Nó cũng là một cái tiêu chuẩn nhỏ để chúng ta định giá, định hình cái sản phẩm cao cấp rồi. Thì anh chị hoàn toàn có thể sử dụng nhá. Thế còn những cái hàng bonsai hàng tròn nó có nhiều màu hình dạng lắm, trái tim hình tròn, hình chữ nhật, hình vuông. Hình vuông thì có hai kiểu cắt, một kiểu cắt baguette dành cho emerald, đấy, và kiểu cắt hình nhật bình thường. Thì kiểu emerald thì nó nhiều giác cắt hơn, nó sẽ đẹp hơn. Như cái sản phẩm anh chị đang xem đây là kiểu cắt emerald nhá. Đấy.